Và cái đến chúng con xin chuyển qua đường Zoom 225, máy Đoàn Kim Thúy ạ. Dạ, mời cô ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin thưa thầy dụ âm cho con hỏi một câu. Con là phàm phu sát đất, con không hiểu mấy câu là tại sao kẻ thù lớn nhất của đời mình lại là chính mình ạ? À? Kẻ thù lớn nhất của mình lại là chính mình ạ? À? Con xin thầy giảng giải cho con hiểu. A Di Đà Phật. Đây là lời Phật dạy. Kẻ thù lớn nhất của mình chính là mình. Đúng vô cùng. Diệu âm thường hay nói đọa lạc hay đọa lạc do chính mình đi. Mình đi theo con đường đọa lạc thì mình là kẻ thù lớn nhất của chính mình. Tại sao mình lại bắt mình đi xuống tam đồ ác đạo làm chi? Như vậy thì thay vì làm kẻ thù của chính mình thì làm ân nhân của chính mình đi. Bắt mình phải niệm A Di Đà Phật. Mình quyết thề là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Con không đi con đường nào khác thì mình đóng vai là cái ân nhân cho chính mình. Như vậy ân nhân của chính mình cũng do mình, mà bắt mình đi đòi lạc cũng do chính mình. Phật luôn luôn khuyên là đừng nên đi vào cảnh tam đồ ác đạo, mà ta cứ cố chấp vốn về tranh đấu đủ thứ, ganh cạnh tranh ganh tị chém giết gì đó, tham sân si mạng gì, cứ tiếp tục làm là tự mình bắt mình phải xuống tam đồ ác đạo chịu nặng, chứ có Phật nào bắt mình xuống. Ngay cả cái nghiệp chướng cũng không được quyền bắt mình đi xuống tam đồ ác đạo. Nếu mà nghiệp của mình quyết định mình xuống tam đồ ác đạo thì tất cả chúng ta ngồi đây gọi là phàm phu sắc đất, như bác Đoàn Kim Thúy đã nói. Phàm phu sắc đất tức là diễn tả cho nghiệp nặng chí mê, thì ai có thể thoát được tam đồ ác đạo đấy, đúng không? Nhưng mà ta không thèm đi xuống tam đồ ác đạo, ta không làm kẻ thù cho chính mình, mà nói tôi đi về Tây Phương, tôi niệm câu A Di Đà Phật, tôi không làm điều gì sai nữa, tôi quyết chí trở về Tây Phương, ta bỏ đi con đường tam ác đạo, ta về Tây Phương hưởng an vui cực lạc vô tử vô sanh. Có phải là chính cái tâm lực của chính mình cứu mình từ tam đồ ác đạo đi về tới cảnh giới Tây Phương nữa hưởng an vui cực lạc không? Cảnh giới an vui cực lạc đang mở cửa thênh thang đón nhận cả mọi người. Biết rằng là mình tạo nghiệp nhiều quá, chứ thành tâm sám hối đi. Một lòng thành tâm sám hối niệm A Di Đà Phật, nhóm đến 10 niệm mà không được vãng sanh về Tây Phương hưởng đời an vui cực lạc vô tử vô sanh. A Di Đà Phật, thề không thành Phật. Ngài thề như vậy mà ta không chịu đi, ta cứ tiếp tục tỳ đeo ở đây, sợ bệnh sợ chết, ghen người này ghét người nọ, làm đủ điều để sau cùng rồi mình chui xuống ta mắc não. Hỏi rằng là ai bắt mình xuống ta mắc não đây? Có phải là nghiệp trước không? Không, do chính cái tâm của mình bắt mình xuống ta mắc não. Tâm của mình chính là mình, đúng không chứ vậy? Vậy có phải là kẻ thù của mình chính là mình không? Đúng không chứ vậy? Từ một cảnh xuống tam độ đạo này, bây giờ tôi làm ân nhân đi, tôi không bắt tôi xuống nữa, mà tôi niệm Phật đi. Từ cái tâm niệm Phật này đã thành là ân nhân của chính mình. Vậy thì mong tất cả mọi người hãy làm ân nhân vĩ đại của chính mình, đưa mình tới cảnh giải thoát. Đừng làm tội đồ của chính mình, đừng làm cái là kẻ thù của chính mình, bắt mình phải khổ. Bắt mình khổ rồi thì lại đổ thừa cho thiên hạ lỗi của mình, mà không nhận thì bắt người ta nhận lỗi, lại tạo thêm nghiệp nữa, vô tình xuống dưới tam ác đạo, đời đời kiếp không lên, là do cái tâm không chịu bỏ cái này, không chịu làm ân nhân. Vậy thôi chứ có gì đâu, đúng không bác Đoàn Kim Thúy? Nhớ nhé, tự mình đi xuống địa ngục, tự mình đi lên thiên đàng, tự mình đi vào cảnh giới an vui cực lạc của Tây Phương, tất cả đều do tự mình hết, không ai có thể thay mình làm được việc này đó nha.
A-di-đà-phật. Giờ chúng con thành tâm cảm niệm tri ân công đức là cư sĩ Diệu Âm.